Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60 bản T-Mobile chuẩn các bác nhé, số 716, độ mới tầm khoảng 99% L3, áp suất còn ok và giá là 4,0 của các bác nhé. Thì đây là cái ngoại hình của nó đây. Thì con này em thấy là nó có hơi sức ở phần lưng một chút đây. Đó, nó hơi sức một chút. Thì cái này thì nghiêng ánh điện thì phải thế thôi, tại vì màu xanh nó dễ thấy thôi. Đó. Nói chung là có sức. Đây, còn cái kính cam này. Kính cam con này cũng có xước nhé các bác nhé. Đó, hơi xước một chút. Ở đấy là phải nhìn nghiêng các bác mới thấy thôi nhé các bác nhé. Còn nhìn thẳng thế này thì các bác lại không thấy đâu. Và tí nữa sẽ test cam cho các bác xem là nó có ảnh hưởng gì không các bác nhé. Đó, và đây là cái màn hình. Đây, cái màn hình con này thì còn khá là đẹp. Đương nhiên cũng có vài vết xước nhỏ nhỏ ở đây. Đây, có thể thấy, nhưng mà nó vẫn còn rất là chấp nhận được các bác nhé. Đó. Đó, ok các bác. Đây là cái cạnh dưới này. Cạnh dưới đây các bác hoàn toàn có thể thấy là nó không có vết xước gì cả. Rất đẹp luôn. Đó, cạnh trái đây. Cạnh trái cũng thế, rất đẹp, không có vết xước nào cả các bác nhé. Đó, cạnh trên đây. Cạnh trên cũng thế, không có vết xước nào. Còn đây là cái cạnh phải đây. Cạnh phải cũng thế, không có vết xước nào các bác ạ. Con này khung rất là đẹp, chỉ mỗi cái màn hình và cái lưng hơi sức chút thôi. Đây là sức chút chút thôi. Đấy. Vẫn có thể đánh giá là 99% được không nhé. Đây là cái con này thì L3. Thì bác nào mà chưa biết cái L1, L2, L3 ấy, thì đây các bác đọc cái này là các bác biết luôn, đỡ phải nói nhiều. Đấy nhá, các bác dừng lại đọc một tí nhé. Đó, rồi, ok. Rồi, camera đây, đây các bác có thể xem này. Camera vẫn nét bình thường nhé, các bác có thể thấy nó xước cái một tí vậy nhưng nó vẫn là rất là nét nha các bác nhé. Đó, rất là nét luôn. Đó, ok các bác, cầm trước cũng thể rất nét luôn các bác nhé. Đó, ok. Rồi, vân tay bình thường đây. Con này đang chạy Android mấy nào? Thì con này đang chạy Android 11 các bác nhé. Đó, test tất cả chức năng cho các bác xem. Đây là cái tai nghe nhận là DC bình thường các bác nhé. Rồi, ok luôn. Còn gì nữa nhỉ? À đây, cắm cái máy tính đây các bác. Đây, dây máy tính đây. Nhận bình thường các bác nhé. Độ chiều con này rất là chặt các bác nhé, cho các bác yên tâm. Cổng sạc còn rất là ngon, mới tinh. Ok, còn gì nữa không nhỉ? Đây, wifi nhận bình thường các bác nhé. Tắt wifi này. Sử dụng sim và xem nào. Tiệm cận bình thường nhé. Ok. Đây, nó chuyển đến 4G bình thường đấy các bác. Đó. Rồi, em sẽ vào bên trong test kỹ hơn. Ô nhầm. Đây các bác. Thì cảm biến tiệm cận và ánh sáng này bình thường. Các phím bấm này bình thường. Chuông này, rung này, rung rất mạnh. Con quay hồi chuyển này bình thường hết các bác nhé. Mic này, mic dưới ok này, mic trên ok này, mic không ok này, mic ở lưng này. Ok hết các bác nhé. Cảm ứng này, hãy cứ phải test hết các cho các bác xem. Trước đây em có test có ngoại hình không, các bác vẫn không yên tâm, các bác vẫn sợ là máy có vấn đề gì. Như đây các bác hoàn toàn có thể thấy là bình thường hết các bác nhé. Ok, áp suất đây. Đó, con này nhảy được hơn được 0.6 luôn. Đó, nhảy bình thường các bác nhé. Ok, em test nhanh thôi. IMPL 1 đây. Battery này. Đây là cái màn hình này. Thì cứ mỗi lần test màn hình em đều phải nói là cái con V60 màn hình nó sẽ hơi vàng hơn một chút các bác nhé. Tại vì nhiều bác mới dùng đến LG hoặc mới dùng đến biết đến V60 các bác cứ nghĩ là nó hơi hơi vàng vàng như này là lỗi, thì không phải đâu các bác nhé. Nó vẫn hơi lỗi, nó vẫn hơi vàng vàng như vậy đấy. Và quan trọng là nó không lưu ảnh. Đấy, con này thì hoàn toàn không có lưu ảnh gì cả nhé. Đấy, các bác có thể
Ok các bác. Ok, các bác yên tâm, con này màn hình đẹp, không vấn đề gì cả. Rồi, em quan trọng là cái cổng sạc này này. Thì đây là cái dây A2C và nó chỉ là 18W thôi. Đấy, thì bác cắm vào rất chặt này. Nó vẫn nhận sạc nhanh bình thường đây. Đó, sạc nhanh bình thường nha các bác nhé. Đó, để sạc nhanh bình thường nhé, và nó chỉ có hỗ trợ đến CC2 thôi, nó sẽ không hỗ trợ PD. Đấy, còn bác nào mà muốn nhanh hơn thì các bác nên dùng cái dây sạc hai đầu đều là cổng C và cái cục sạc cạnh nó từ 25W trở lên các bác nhé, thì nó sẽ nhanh hơn. Đây các bác nhìn này này, nó sẽ hỗ trợ đến PD04 luôn đấy, và nó sẽ rất là nhanh. Đó, rất là chặt, con này thì các bác yên tâm, cổng sạc chưa hề lỗi. Ok các bác. Còn bắt đầu mà cẩn thận hơn thì các bác nên dùng cái củ sạc không dây ấy, về dùng cũng được, nó hơi nóng hơn, hơi chậm hơn chút nhưng mà nó lại an tâm, không sợ bị lỗi chân sạc. Đó, thì các bác yên tâm nhé, con này thì là tất cả chức năng thì ok hết rồi, không vấn đề gì. Chỉ có ngoại hình nó thì nó hơi sước hơn một chút đấy, chứ cái khung viền thì lại rất là đẹp không vết xước, còn cái màn hình và cái lưng thì nó lại hơi sước một chút thôi. Về sức như nào thì bác xem ở clip thì các bác biết rồi, nhưng mà nó vẫn rất là đẹp, nói chung là như thế này vẫn rất là đẹp rồi. Nhiều 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 shop bán người ta sẽ không không chi tiết như này đâu, cho bác mua thì các bác cũng nên bảo người ta quay phim chụp hình cho nó cẩn thận các bác nhé. Rồi ok, chào các bác nhé.